Mến chào các bé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện cổ tích mới. Và câu chuyện được mang tên Bảy Điều Ước. Các bé cùng lắng nghe nha. Ngày xưa có hai vợ chồng bác nông sinh được hai người con trai. Người anh thì tham lam, lười biếng, còn người em thì thật thà tốt bụng, chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Khi cha mẹ còn sống, người anh chỉ biết sống dựa dẫm vào cha mẹ. Khi cha mẹ qua đời, anh ta lại sống dựa dẫm vào người em. Suốt ngày, người anh chỉ biết rong chơi, rượu chè cờ bạc. Còn nếp nhà tranh cha mẹ để lại, anh ta cũng bán nốt đi để lấy tiền tiêu xài. Cuối cùng, không có nơi nào để ở, hai anh em phải chia tay nhau, mỗi người một ngã. Người anh chẳng biết làm lụng gì, nên phải đi ăn xin khắp nơi, xin mọi người bố thí để sống qua ngày. Còn về phần người em, anh có chiếc cần câu cha để lại, nên ngày nào anh cũng ra sông để câu cá, chẳng quản ngại nắng mưa. Người em rất chăm chỉ cần mẫn làm việc. Và không bao lâu sau, anh dành dụm tiền mua được một chiếc vó. Từ đó, công việc của anh đã vất vả hơn rất nhiều. Nhờ hay làm, lại biết tiết kiệm, chắc bóp chẳng bao lâu sau anh đã chuộc lại được căn nhà tranh của cha mẹ. Vì thương anh nên người em lại tìm người anh về sống chung. Nhưng người anh vẫn chứng nào tật ấy, không chịu làm ăn. Một hôm, người em đi từ sáng đến chiều mà không câu được con cá nào. Anh đành phải vạch lao, lách theo bờ để tìm đến một đoạn sông vắng, rồi kiên trì thả vó. Nhưng lần nào kéo vó lên cũng không có một con cá nào cả. Người em buồn quá, định cất vó. Đi về thì lần cuối cùng anh cất vó thì thấy vó chịu nặng. Anh phải gắng hết sức thì mới nhấc được vó lên. Người em vô cùng kinh ngạc khi thấy trong vó không phải là cá, mà là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Sau khi được người em vớt lên, cô gái kể chuyện lại sự việc cho người em nghe. Cô gái vốn là tiên nữ trên trời. Một hôm, cô xuống sông tắm, chẳng may đã bị con trai vua Thủy Tề bắt làm vợ. Nay nhờ người em kéo vó mà nàng mới thoát được lên bờ. Và để đền ơn chàng, nàng tiên đã ban tặng cho người em 7 điều ước và dặn: nếu chàng muốn cho ai điều ước, thì chàng chỉ cần đặt tay lên đầu người đó. Mỗi lần đặt tay lên đầu là một điều ước. Nói xong, nàng tiên đặt tay lên đầu người em 7 lần rồi biến mất. Khi về đến nhà, người em đem hết sự tình kể cho người anh. Người anh tham lam, bảo người em hãy cho mình 4 điều ước. Người em bằng lòng ngay và đặt tay lên đầu người anh 4 lần. Người anh ước ngay điều thứ nhất: ta ước có một tòa lâu đài nguy nga, lộng lẫy chứa đầy vàng bạc và châu báu. Người anh vừa dứt lời thì lập tức tòa lâu đài nguy nga tráng lệ hiện ra trước mắt. Anh ta vô cùng vui sướng và đi khắp ngôi nhà để khám phá. Còn người em, anh chỉ ước một ngôi nhà vững chãi để thay cho ngôi nhà đã rột nát. Ước mong thứ hai là có một mảnh ruộng tốt để cày cấy. Còn điều ước cuối cùng, anh vẫn để dành. Ngày ngày, ngoài việc đồng áng, anh lại mang vó ra sông để kiếm cá. Từ ngày giàu có, người anh trở nên hợm hĩnh, không coi ai ra gì. Những người nghèo khó đến xin giúp đỡ, anh đều từ chối và đuổi đi. Anh ta còn dùng điều ước thứ hai để ước hàng xóm láng giềng biến mất hết, để không ai có thể làm phiền anh ta cả.
Dần dần, anh ta càng bị mọi người ghét bỏ và xa lánh. Vì thế, nên quanh năm, anh ta không thể nói chuyện được với ai. Sống một mình mãi, anh ta xin buồn chán. Một hôm, anh ta ước đến điều ước thứ ba. Ta cảm thấy sống mãi ở trần gian này thật chán quá. Ta ước được lên cung trăng để được chơi với chị Hằng, chú Cụi. Lập tức, một trận cuồng phong kéo tới đưa anh ta lên tiết trời cao. Anh ta sợ hãi, nhắm nghiền hai mắt lại, đến khi không nghe thấy tiếng gió rít nữa mới dám mở mắt ra nhìn. Thì ra, anh ta đã lên đến cung trăng. Anh ta sửng sốt khi nhận ra rằng chú Cụi bằng xương bằng thịt đang đứng ngay trước mặt. Chú Cụi đưa cho anh ta một cái rìu và bảo: "Ở nơi này mọi thứ đều khó kiếm, anh muốn no bụng thì phải bổ củi mới có cơm để ăn." Người anh bắt đầu bổ củi. Anh ta bổ đến khi chân tay mỏi rã rời, không thể nhấc được cái rìu nữa, nhưng vẫn chẳng thấy cơm cháo đâu cả. Lúc ấy, Cụi mới cười bảo anh ta: "Ha ha, tôi bảo anh bổ cây lấy củi, chứ có bảo anh bổ củi lấy cơm đâu." Rồi Cụi lại bảo người anh mài đá, lấy bột ăn cho đỡ đói. Người anh tưởng thật, lại cố sức mài đá cho thành bột. Nhưng bột đá chét quá, anh ta không tài nào nuốt nổi. Thấy vậy, Cụi lại cười và bảo: "Ha ha, tôi nhờ anh mài hộ tảng đá để làm bàn cờ, chứ bột đá thì làm sao có thể ăn được." Người anh vừa đói vừa khát, lại bị Cụi lừa, nên anh ta lại thấy chán cung trăng. Anh ta lại ước tiếp điều thứ tư: "Hãy đưa ta đến xứ sở mặt trời." Điều ước thành sự thật, nhưng chưa đến được mặt trời, anh ta thấy nóng quá. Anh ta vội liều nhảy xuống mặt đất. Người anh rơi xuống ngay con sông nơi người em thường hay câu cá. Anh ta được những người thuyền chài vớt lên, nhưng anh ta đã bị tắt thở rồi. Nhận được tin báo, người em vội vã ra nhận xác người anh. Còn một điều ước cuối cùng, anh ước cho anh trai mình được sống lại. Người anh vô cùng hối hận vì những việc mình đã làm, thay tâm đổi tính ngày ngày, chịu khó làm việc. Nhờ biết bảo ban nhau làm ăn, cuộc sống của hai anh em ngày càng khấm khá hơn. Người em còn chịu khó khăn gói quả mướp đi học hỏi. Anh còn tìm được bao nhiêu giống cây tốt mang về. Chẳng bao lâu sau, ruộng của hai anh em được cấy giống lúa tốt cho gạo thơm ngon. Còn vườn cây thì xanh tốt, toàn hoa thơm quả ngọt. Rồi hai anh em đều cưới được hai cô vợ xinh đẹp nết na, và họ sống bên nhau thật vui vẻ và hạnh phúc. Câu chuyện về 7 điều ước đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt các bé, và hãy nhớ vâng lời ba mẹ và thật ngoan ngoãn nha. Chào tạm biệt.